Hello hello các bạn, hôm nay ngày phụ nữ Việt Nam, nhà bạn ăn món gì vậy? Nhà mình thì mua tôm hùm về ăn sashimi nè. Bạn nào ở Melbourne thì có thể vào cái shop này mua hoặc là order online, họ có thể ship đến nhà bạn luôn đó. Những con tôm hùm này đều còn sống, nó ngoe ngoải mạnh quá trời luôn. Một con mình thấy rất là to, có khả năng là nặng từ 400 đến 500 gram luôn đó các bạn. Khi chế biến, để tôm hùm không bị bắn vào người mà vẫn còn sống thì bạn cho đá và nước lạnh vào ướp. Đậy lại trong vòng 5 đến 10 phút thì tôm hùm sẽ bị tê như thế này. Rồi bạn tách đôi em ấy ra. Phần mình thì bạn dùng kéo cắt nhẹ nhàng và lột sống lưng em ấy ra, sẽ lộ phần thịt rất là trắng và trong veo. Sau đó dùng dao tách từ trong ra, sẽ được một tảng thịt to như thế này. Sau khi làm xong thì bạn cắt nhỏ miếng vừa ăn rồi cho lại vào vỏ để trang trí nha. Mình thì thích ăn sashimi với sốt tắc thái, bạn nào muốn làm thử thì có thể theo thành phần như mình để trên màn hình nha. Bây giờ thì đã xong công đoạn chế biến rồi nè, bạn nhìn món tôm hùm sashimi có hấp dẫn chưa? Hello các bạn, bây giờ mình sẽ ăn thử cái món tôm hùm sashimi nha. Đây là cái thịt của nó nè. Bạn nhìn nè, nó rất là trong, nó trong veo luôn. Có thể thấy được không? Rồi, mình sẽ chấm với cái nước mắm mà mình tự làm lúc nãy nè. Ăn thử nha. Ngon lắm luôn. Cái thịt nó dai mà nó ngọt thật lắm. Món số 1 nha. Phần đầu thì mình hấp với sả cây và cho thêm tí nước, đậy lại trong vòng 5 phút là có thể dùng được nha. Nếu bạn thấy clip này bổ ích thì hãy like, follow và chia sẻ cho bạn bè của bạn cùng làm theo nha. Cảm ơn, bye bye.